Nguyên Im xin kính chào quý vị anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay chính Nguyên Im xin chia sẻ làm một video clip là khám phá bộ khuôn và lá khuôn của xe Tam 2. Đây là toàn bộ bộ khuôn của xe Tam 2. Xe Tam 2 Honda 70. Đây là toàn bộ bộ khuôn. Đây là chi tiết của bộ khuôn của 82. Đây là lá thép này. Lá thép của 82 thì gồm một lá khuôn và hai mặt. Còn lá khuôn này là một mặt thít và một mặt thép. Gồm có hai lá. Đây. Và gói phanh cả. Đây là thép trên cùng. Cách lắp lá khuôn của xe 82 đơn giản thôi. Đầu tiên là lắp cái lá thép này vào. Lá thép này. Xong tiếp theo là cái lá khuôn này. Một mặt thít và một mặt thép. Đấy, mặt thít thì lắp từ dưới theo đúng chiều. Tiếp theo là đến lá tiếp theo. Lá khuôn này là lá khuôn vẫn còn zin. Lắp lá khuôn này tiếp theo. Và tiếp theo là một lá khuôn nữa. Mặt thép này sẽ úp xuống dưới. Cuối cùng lá thép và một mặt lá sẽ lắp vào cái cấu này. Cấu 4 rất là to, 1 lò to, 2, 3, 4. 4 rất là to. Thì lắp cái lá này và cái lỗ cấu này lắp vào cái chốt là ok. Đây, đây là cái phanh, phanh này sẽ lắp vào từng đây. Các bạn chính đang cầm máy quay nên là không cài cái phanh này, cho nên là cài cái phanh này vào là xong. Đầu tiên là cái phanh này. Đấy, còn đến lần lượt là tháo cái lá thép này ra. Đấy. Tiếp theo lá khuôn tiếp theo là một mặt phít và một mặt lá thép. Ở giữa là cái lá khuôn hai mặt phít sẽ nằm ở giữa. Và cuối cùng là một mặt thép và một mặt lá phít. Đấy. Đấy, cắt cái lá khuôn này ra. Ok. Đây là toàn bộ chi tiết bộ khuôn của xe 82. Đây là cái bờ khuôn. Đây là cái ba bi để chỉnh lá khuôn.
Vừa rồi là chính Nguyễn mà xin chia sẻ là khám phá bộ côn và những lá côn của xe Cúp 82. Chính Nguyễn mà xin dừng đoạn video clip ở đây. Xin cảm ơn quý vị anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.